Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Đánh DJ không mà khóc nha. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Server Hero MC đây mọi người ơi. Và như anh em đang thấy thì hôm nay mọi người đã có thấy cái gì vui không mọi người? Đây, ở trên đầu mình thì là anh Mr. Dịch nè, bên dưới thì là Kairon, bên phải của mình là Sammy, ở phía trên Sam thì là Camui, còn bên dưới sẽ là Siro mọi người ơi. Trời ơi trời, rất là vui luôn nha. Đầy đủ tất cả thành viên của Hero Team luôn. Mà khoan, hình như thiếu ai không mọi người? Team mình 8 người thôi mà. Thiếu Mimi với Simmy mọi người ơi. Tính ra là Simmy á thì Simmy gọi là mệt rồi, cho nên là Simmy đi ngủ mất tiêu rồi. Tại vì bây giờ bọn mình đang quay video vào lúc 3 giờ tối mọi người ơi. Trời ơi, chơi game lúc 3 giờ đêm luôn. Mấy bạn đừng bắt chước Hero Team bọn mình nha. Chẳng qua là bọn mình phải làm video cho các bạn fan xem, cho nên bọn mình phải chăm chỉ ra video thường xuyên như vậy, chứ không phải là bọn mình muốn chơi game vào buổi tối nha. Chơi game buổi tối rất là hại sức khỏe, cho nên là đừng làm theo bọn mình nha. Bọn mình quay video, cái này là công việc của bọn mình, cho nên bọn mình bắt buộc phải làm vậy thôi nha. Ok. Còn okay, hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào anh em ơi? Hôm nay chúng ta sẽ cùng với 6 thành viên của Hero Team chúng ta sẽ cùng nhau chơi ai là người say nhanh nhất nha mọi người nha. Và như anh em đã đọc tiêu đề thì video hôm nay sẽ là series Hero cặp đôi đại chiến. Ok. Và tiếp tục lại là những cuộc gọi là chiến đấu của Hero Team để xem ai sẽ là người giành được phần thưởng. Và cuộc thi hôm nay sẽ có phần thưởng như thế nào các bạn biết không? Đó chính là người nào chiến thắng được một màn thì người đó sẽ được thưởng 500k nha. Đó, 500k lượng nha. Wow. Ôi, ok bạn ơi, vậy thì còn chần chờ gì nữa nào? Chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video luôn thôi, và để xem coi ai sẽ là người giành được phần thưởng 500k nha các bạn nha. Let's go. Let's go. Let's go. À quên nữa, mình sẽ để camera của mọi người nè, cam của mọi người như thế này luôn. Mình sẽ không tắt cam của mọi người đó, để cho anh em thấy được biểu cảm của khuôn mặt tất cả thành viên của Hero Team luôn nha. Vui lắm ha. Vô nào. Ok bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu màn đầu tiên nha các bạn nha. Nè, thì mình không biết là các bạn cảm thấy cái cảm giác mà khi xem video mà ở trên một cái video có đến tận 6 cái cam của 6 người luôn, thì các bạn có thấy thú vị hay không? Chứ riêng mình là mình thấy cực kỳ thú vị luôn anh em ạ. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau xem nha. Cái này dễ build mà. Cái này dễ build đâu khó đâu. Ok. Ok ok. Trời, cái này mà không ai mà ai mà còn build sai nữa tôi cũng lạy luôn á trời. Ok. Đấy, trời quá đơn giản. Em xây xong rồi nhá. Nhanh đi. Đi nhanh nhanh gì? Ôi sao mọi người toàn xây tấm thảm chứ không ta, trong khi cái giá sách là cái gì xây dễ nhất mà. Ôi, cái xây cái nào trước kệ ta, anh kỹ nha, người ta muốn xây nào trước kệ ta. Ok, hoàn hảo rồi nè. Em xong rồi nha. Trời đơn giản, đơn giản. Bên kia thì mình đang thấy là Sammy xây gần xong rồi nè. Ui. Ủa sao Camui xây chậm mà Camui kia. Mình hoàn hảo luôn rồi nhá. Thì hai cái ta. Xong luôn, xong luôn. Rồi, xong Sam xây sai các bạn Sam ơi, xong Sam ơi. Xong Sam ơi. Ôi. Rồi ok, ôi, tôi nghĩ là không không không, vẫn còn hai người nha. Camui với lại Sammy nè, em nghĩ một trong hai người sẽ là có người bị loại nè. Tôi nghĩ là Camui, tôi nghĩ là Camui. Dạ, em nghĩ là Sammy. Em sai luôn. Em sai luôn á. Em 100%. Ơ. Sammy của tôi, trời ơi. Sammy nó đúng dễ luôn á trời. Ok, hết thì giải tim nè. Bắt người với tôi lại. 3. Ủa cái này mà lú lú bắt lú là cũng dễ lú lắm nha. Cái này hơi lú lú rồi mọi người ơi, cái này tôi thấy hơi lú lú rồi, hơi bị mệt mỏi. Không ngon ăn lắm đâu nha. Ủa ai xây cái tin cho kia cái ai xây gì vậy? Sao mình lại bị dân một cái? Yeah, ok. Hoàn hảo rồi, hoàn hảo rồi. Trời ơi, sao rồi. Tôi vừa kẹp luôn. Tôi vừa kẹp luôn á mọi người. Ai đó lú lú vậy? Tiền cay lùn quá. Ủa sao cái tim của cay còn bị mất hết một góc kìa, cay lùn lùn vậy. Cay đây xây biến hình mờ. Tiền cay. Vâng. Sai rồi, trời ơi, cái đuôi người ta một cái ông xây ba cái là nữa sai rồi đúng không? Xin chúc mừng cay đã ra đi. Ui cái gì đây? Ui cái này mới mệt nè, cái này mới mệt nè. Màu tím, màu xanh lá cây, màu đỏ nằm ở trên. Ok. Rồi nhớ. Ôi, cay cái căng nha, căng nha. Cái này đâu căng mấy. Trời ơi, em nhìn phát em nhớ liền. Trời ơi, đơn lúc giản. Lúc mà nhìn thì mọi người sẽ cảm giác rất là dễ, nhưng mà lúc mà nó biến mất thì mọi người sẽ bị loạn màu, bị loạn màu ấy, thật sự. Đây, tôi xây hoàn hảo cho mọi người coi nè. Cho mày á. Không xây từ thôi. Cái này xây ra ta. Hoàn hảo luôn. Không gì rồi, hoàn hảo rồi. Cái này sao ta? Trời cái này lú quá. Rồi ui sai rồi, xong cái bui rồi. Cái này lú gì ta? Hai giây ta hay một. Mùi thua rồi. Dạ thông nhường mùi rồi. Lú dữ vậy.
Dịch thông nhiều môi rồi. Rồi, cá môi nè. Coi cá môi hiện lên nè. Ui, cá môi đã bị rồi. Ok. Ok, chỉ còn 3 người thôi. Ui, cái này là gì đây? Ok, hình dấu cộng. Cộng ca ngược. Này, ok. Ca cộng, ca cộng. À, ca cộng. Sao còn cộng trái vô ca cộng à? Ai vậy? À đúng rồi, cái này hình như là truyền hình cáp ca cộng. Ờ đúng rồi. Ủa sao từ khoan, chỗ này là sai cái này đúng không ta? Cố lên anh em ơi, cố lên anh em ơi. Rồi xong quả này là việc đi rồi. Ôi chết rồi, mình xây nó xong rồi bên trong một lốc rồi bạn ơi, phải xây ra ngoài. No, xây ra ngoài đây mới đúng. Ôi quên. Đen đằng sau. Oh yes. Đen đằng sau gì đó, đen đằng sau. Ôi cá bui chơi ơi, cá bui chơi chơi chỉ. Ôi chơi chơi chỉ, trời. Đúng vậy, cái đen đằng sau đi luôn. No. Xong rồi. Thôi xong tôi rồi, tại vì tôi thiếu bài lốc cho nên tôi phải đặt vô. Xong rồi. Để coi coi Phong hay dịch thua đây. Em 83%. Đi một xài rồi. Ok, vậy là mình sẽ đấu với Siro bạn ơi. Rô, coi chừng em á nha. Gắt nha. Coi em. Ủa gì đây? Ôi gì đây? Ok bạn ơi. Đi thôi, đi. Ok. Cái này dễ mà. Đấy, xoay mấy cái nút vào, đơn giản. Sau đó nhảy lên đây, đặt vào. Hoàn hảo luôn, đơn giản mấy bạn ơi. Trời ơi, quá đơn giản luôn. Ủa sao còn dư thời gian luôn ta? Nhanh nhanh đi. Mười mấy này. À rồi. Ván này sẽ một trong hai thằng sẽ đi nè. Ván này một trong hai thằng sẽ đi, hứa. Ủa, sao giống như em trái nữa ta? Không, ván này một trong hai thằng sẽ đi. Ôi sao ta? Ủa tại sao? Một cho hai thằng đi rồi, một cho hai thằng đi rồi. Rô đi rồi. À, Rô để sai vị trí. Rô để sai vị trí rồi, người ta đang nằm, người ta nằm ở giữa. Đi luôn nha. Ai đi đây? Siro chứ ai nữa. Ai đi đây? Siro chứ ai nữa. Sai chỗ nào vậy? Sao nhìn không ra ta? Lệch vị trí. Bạn ơi, vậy là mình đã là người giành được chiến thắng bạn ơi. Vậy là Phong sẽ là người giành được giải thưởng là 500k nha các bạn nha. Ok, quá xin son mọi người luôn. Anh em xây kiểu gì kỳ thế để cho Phong thắng rồi. Lần nào Phong cũng thắng, Phong ngại lắm mọi người hiểu không? Phong thắng hoài, Phong ngại quá. Rồi, quá. Trận tiếp theo mọi người, let's go. Rồi, ok bạn ơi, chúng ta cùng nhau đến với màn số 2 nè bạn ơi. Trời ơi, phải cố lên. Tự nhiên khi không giành được chiến thắng, trời ơi, mọi người cứ nhường em hoài, em ngại, em biết em đẹp trai. Mọi người nhường rồi, em vậy chứ. Lần này tôi phải có được Phong Hành. Rồi. Em biết em đẹp trai nhưng mà mọi người đừng có nhường em vậy, em ngại lắm. Coi mình thể hiện cho bạn xem nè. Cái này mà ai mà xây sai nữa, hơi thua rồi. Cái này nó còn yêu cầu là gọi sao ta, xây nha, xây gì nha, xây nhanh nữa đó. Xây chậm mà không được luôn hả? Xây chậm là mấy người khác xây trước mình. Hoàn hảo luôn, quá easy, trời ơi trời. Ui, mình kế bên Sam luôn mọi người. Sam mình dư một block trời ơi. Cố lên Sam ơi, cố lên Sam ơi. Cố lên. Xong việc rồi. Dịch lú rồi. Trời ơi. Cái này mình dịch sai rồi. Bao nhiêu phần trăm đấy? Thôi anh ơi. Không, 30%, mọi người đúng hết là mình cũng phải mọi người đúng hết rồi. Dịch có mỗi mình dịch là thiếu hai cái ngọn nè, cho nên dịch thua chắc rồi. Trưởng team mà vậy không được anh ơi. Ê mọi người, trận này chúng ta có một bạn fan vô chơi á mọi người, Nguyễn Hoàng Phong. Ủa, cái gì hả? Có bạn fan luôn hả? Hai solo với fan luôn á. Ôi mình đang solo với fan luôn mà. Cái này dễ lắm. Ôi cái này dễ à, cái này là nó mấy bạn chỉ cần nhớ quy luật của nó làm được à. Lần đầu tiên. Ok xong nhá. Đây em cũng sắp xong rồi nè. Trời ơi, đơn giản hoàn hảo luôn bạn ơi, phải nói là cực kỳ dễ nha. Ở giữa. Cố lên Sam, cố lên. Qua màn 3 Sam ơi, qua màn 3 luôn. Được cái video một lắp rồi. Ủa. Ờ cái đó. Cái đó xây sai rồi các ba ơi. Xây gì cay? Cái xây gì cay? Đó mấy người này ai cũng xây đúng hết trơn. Rồi cay bị lại nha. Bùm bùm chiu. Tạm biệt cay nhé. Chắc cay phải ra đi. Ồ cái này dễ. Cái này còn dễ nữa. Trời cái này dễ ẹt. Này quá đơn giản luôn. Sam ơi nhớ cái đá đỏ nằm như thế nào nha Sam. Rồi. Ok, hy vọng là mình sẽ được gọi là thi đấu màn cuối cùng với Sam mọi người. Hy vọng là mình với Sam sẽ được đối đầu với nhau. Mui đứng bên trên luôn, đứng bên trên là cái bên dưới luôn, nhảy xuống chị ấy. Thôi, dịch mày đặt chỉ ca mui đồ ha. Rồi, chỉ ca mui đồ. Chị gì trời.
người ta góp ý gì cái này. Xong rồi các bạn ơi, quá đơn giản. Ok ơi, tính ra các bạn bên kia bạn nó cũng xây xong rồi, cái ông bên kia xây hơi bị ghê luôn nha. Ôi trời, khi nào bà đi quy luôn ta? Chết rồi. Ai khoan, từ từ vậy đây, bà đi quy luôn ta. Vậy đây. Xong rồi. Sam của tôi thua rồi. Sam ơi, tại sao hả Sam? Sam không copy Phong, Phong cho Sam copy mà sao Sam không copy hả Sam? Đi rồi. Không, tôi có bị xa lắm. Tiếc ghê, còn hai cái là đi được. Đi luôn rồi, xong nha. Ê, mọi người, em hỏi mọi người này các ơi. Ví dụ nha, chúng ta chiến giành được chiến thắng là người nào chiến thắng sẽ được 500k đúng không? Vậy nếu như mà bạn fan chiến thắng thì mình có chuyện với fan không? Không. Sai rồi. Gì vậy Phong? Sao sai vậy? Sát bên vạch trắng á, đúng rồi. Vậy hả? Ok, cảm ơn Sam. Em dễ à. Bạn fan hoàn hảo. Ok, hoàn hảo. Chuẩn bị lỗi. Rất ấn tượng. Ok, rồi, Jeff vào tất cả mọi người. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xanh dương. Ok, đen trắng xanh dương. Ok, đen trắng xanh dương trắng. Ok. Rồi, nhớ. Sẽ nhanh, cái này phải nhanh nè. Sẽ nhanh được điểm cao. Không, sẽ nhanh được điểm cao. Sẽ nhanh không được điểm cao, nhưng mà... Khoan hảo là được. Hoàn hảo, đúng rồi. Perfect. Ok, bên đây nữa, trời ơi. Cố lên. Phong bờ đồ quá các bạn ơi. Hoàn hảo. Quá đơn giản. Ok. Bạn này xây ghê ta. Fan xây ghê quá nha. Tính ra ông Fan. Cầu môi. Fan ông xây nhanh vậy. Ui, xong rồi. Quá ta, mà này cao quá nhờ. Ui, cái này còn dễ nữa. Ê, từ từ nha, tính ra là ông dịch, ông vô, ông tàn gặp mấy cái khó, không anh em mình tàn gặp mấy cái gì. Đời. Ok, trời, cái này thì mà ai mà còn sai sai cái này nữa thì tôi lấy ba cái gian tôi lại luôn. Ok, xong rồi nha. Một rồi, rồi, quá đi, rất ấn tượng. Rồi, quá đơn giản rồi. Mày này căng quá nhờ. Mày này căng thẳng quá nhờ. Cái gì vậy? Trời ơi, Cái này hơi lú nè. Trời ơi, nó bắt mình phải đặt đúng cỏ nữa mọi người ơi. Cái gì cỏ hả? Ừ, bắt mình phải đặt đúng cỏ nha. Trời, sao? Nãy tôi không để ý đến cái cỏ đặt sao nè. Chết tôi rồi. Hay là mình lắp đại vô hết cái này là được ta. À, chắc là thế. Thử nha. Mình sẽ lắp hết cái đống sân này luôn. Em Phong ơi, giữa cái bị hư kìa. Ok. Xong rồi. Ủa, bị dư khối hả? À? Chết rồi, cái cỏ này em không nhớ vị trí nó sao hết, cho nên em sẽ lắp kính nó lại luôn cho chắc ăn. Lắp cái cỏ đó cái gì? Lắp cỏ nữa. Hết rồi. Trời má, lắp cỏ cái này chôn chứ đấy. Oh no. Nghe tính điểm nè. Em còn dư mấy cọng cỏ chết rồi. Thôi Phong, mà này có cái điều. Lớp full là được. Ai thua đây? Em là 96%. Ôi mình được 98%. Ôi mình được 98%. Ôi vậy là Camui bị lại rồi. Nghiệp Camui. Ơi mấy bạn cố gắng đừng để người ngoài win là nhục. Ngoài mà win là nhục lắm. Trận này dễ nè. Siêu anh hùng hero team kiểu gì mà thua fan, thua người chơi vậy. Ôi bạn Phan chơi đúng rồi luôn á. Ôi các bạn này chơi đúng rồi luôn. Bạn này ghê dữ vậy. Nhanh lắm đi. Tôi hơi bị đau đầu với bạn này rồi đó. Bạn ơi nhường tôi thắng đi, tôi đang quay clip mà. Anh bạn à. Nhường tôi thắng đi anh bạn à. Hoàn hảo rồi nha. Ok. Không bạn cũng được bạn hảo. Ok được, mà này căng ta. Mày luôn nha. Cái gì đây? Ờ cái này có để dưới nha, để ở dưới nha. Ở dưới nó kìa. Trận này lú rồi. Em bị lú rồi. Chết em rồi. Muốn thắng nhưng mà trận này hơi lú lẫn rồi mọi người. Em đập bốn gấp ra. Không, bốn gấp ra sai rồi kìa, bốn gấp kìa. Hả? Bốn gấp cuối cùng á. Đúng rồi, đập bốn gấp ra. Ok, ủa sao mọi người lại tốt với em quá vậy? Em từ nãy giờ, em gáy rất nhiều. Phong ơi. Nhưng mọi người vẫn tốt với em. Xong rồi. No. Rồi xong luôn. Kỳ này chết rồi. Sai cái này không nhớ rồi. Không sao, Siro đấu với bạn Phan nha các bạn nha. Rồi, đừng đánh Phan đi rồi. Đừng áp lực, đừng áp lực, đừng áp
lừa cả dân, đừng có lừa. Khổ quá, khổ quá. Bạn này bây giờ quá. Bây giờ sẽ như thế này nha, nếu Rô thua thì Rô sẽ phải chung 500k cho bạn Phan. Cái gì vậy? Ủa kỳ vậy? Kỳ bạn. Ôi. Mình cái này mệt nè, cái này hơi mệt nè. Này mà hơi mệt nè, này hơi mệt nè. Ôi. Ok, liệu rằng là giải thưởng 500k sẽ thuộc về bạn Phan hay thuộc về Siro? Cái này hơi mệt nha, này hơi mệt nha. Ok, Rô. Cái này xử lý được không ta? Cố lên Rô, cố lên. Sao? Cũng đang rất là nhanh nha. Bạn Phan cũng đang rất là cố gắng luôn, nhưng mà chắc là Rô sẽ là người xây thành thành trước rồi. Rồi xong rồi. Hay quá. Rồi sao lại vui đi, rất ấn tượng này. Có khi nào cái trận này nó lâu không mọi người? Có khi nào cái trận này lâu ơi, lâu luôn. Ủa, cái gì vậy? Mày cái này thì cần lá, cái này là nhớ bên ngoài đó. Cái lá, xay thành cái lá. Ok. Nhớ vị trí của mấy cái xanh thôi là được. Cố lên. Ôi, tính ra cái ông fan này, ông cũng xay chậm chứ không đâu xay nhanh lắm đâu. Nhưng cái điều là ông nhưng nhớ rất là kỹ. Nhớ là cái quan trọng lắm. Ông này ông nhớ rất là kỹ luôn, trời. Đấy, ông sắp xay xong rồi nè. Lại quên rồi, nó ấn tượng mà này ghê dữ trời. Có khi nào Ủa ông kia căng quá ta. Ui cái này xây lâu nè, cái này là xây bình nước nè, cái này lâu nè. Cái này xây từ tầng 1 nhanh, từ tầng 1 được. Ok. Xây từ trong ra ngoài nha, xây từ trong ra. Cố lên. Rồi xanh chưa luôn. Chưa bao giờ tôi chơi trận Civic Builder nào căng thẳng như này. Chưa bao giờ có trận nào căng thẳng như thế này mọi người ạ. Trời ơi trời. Đúng rồi. Hero Team đấu với một bạn người chơi trong server Hero MC. Gặp cao thủ rồi. Màn này xây từ trong ra là sẽ anh em tính ra từ nãy giờ anh em có để ý là có mấy con cá nó bơi xung quanh Rô. Có. Hình như là anh em một mình đúng không? Rồi xong. Quy rồi. Quy rồi. Hay quá Rô ơi. Xin chúc mừng Rô. Mày tê. Rô là idol của em Rô ơi, trời là trời. Rồi được. Ôi, gầm cứng quá cả tay. Gùng. Bạn xây sai ở chỗ bạn xây kiểu từ bên ngoài vào thì bạn sai rồi. Ok bạn ơi, vậy là trong trận đấu lần này không được phép mang nhầm lộn. Trong trận đấu lần này thì Siro đã là người giành được chiến thắng nha các bạn nha. Và Siro sẽ là người được giải thưởng là 500k nha các bạn nha. Ok, quá xịn sò luôn. Vậy là trong trận này thì mình với Siro mình thắng trận 1, Siro thắng trận 2 nha các bạn nha. Mà khoan, mấy bạn có để ý không? Từ trước giờ sao thi mấy cái xây nhanh này á toàn là mình với Siro thắng không vậy ta? Ừ nhờ, Hell Team chưa ai thắng bằng mình. Hôm nay toàn não cá vàng không rồi, hôm nay toàn não cá vàng. Ơi buồn ghê luôn á trời. Ok. Và anh em có cảm thấy thích cái cách quay video mà có xuất hiện tất cả mọi người hiện cam ở trên video như thế này hay không? Đó, show mặt như thế này hay không? Thì anh em nhớ hãy bình luận cho mình biết nha. Chứ mình thấy quay cái này thú vị vậy. Kiểu như là chúng ta có thể thấy được khuôn mặt của tất cả các thành viên của Hero Team trong một video luôn á. Rất là vui luôn nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Siro, chị Kamui, Sammy, Kairon và anh trưởng team não cá vàng thua từ màn 1 của chúng ta, đó chính là anh Mr. Dịch. Ok. Hãy nhớ đăng ký ủng hộ cho tất cả mọi người nhé. Và còn thêm Mimi với lại là mèo Simi nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Yêu anh em. Bye bye. Bye bye.